Theo hiểu biết của mình thì mình thấy rất là cần thiết. Hiện tại thì mình chưa thấy bảo hiểm nhân thọ cần thiết lắm. Mình thấy bảo hiểm nhân thọ là một cái sản phẩm rất là cần thiết đối với mỗi người trong cuộc sống này. Dạ không ạ. Thế là mình cũng có tìm hiểu về bảo hiểm nhân thọ rồi, vì đấy là một cái gì đấy mà khiến mình có thể an tâm vào tương lai và có thể giúp mình phòng tránh được về mặt tài chính cũng như là về mặt sức khỏe trong những trường hợp nó tồi tệ nhất. Tại vì mình còn trẻ và mình chưa có suy nghĩ nhiều lắm về tương lai xa, và bản thân mình đang cái thu nhập của mình đang không ổn định lắm nên mình chưa nghĩ đến việc đó. Tại vì em thấy bảo hiểm nhân thọ vẫn còn có nhiều định kiến và em chưa đủ sự tin tưởng. Mình nghĩ là bởi vì bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp cho kiểu bảo vệ chúng ta trước những cái rủi ro trong cuộc sống, ví dụ như là bệnh hiểm nghèo này hay là tai nạn giao thông, thì khi mà có bảo hiểm nhân thọ mình sẽ, ví dụ như là mình mất đi chẳng hạn, thì gia đình mình vẫn có một cái khoản để mà có thể chi trả trang trải cho cuộc sống của mình. Bởi vì bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp chúng ta có thể là bảo vệ những cái, trước những cái rủi ro mà mình không có biết được trong tương lai. Mình nghĩ là xây dựng cái mối quan hệ trước, cái sự tin tưởng trước, thì sau đó mình sẽ có nhiều niềm tin hơn vào cái những cái người tư vấn viên đó. Em nghĩ là cách tiếp cận nên thân thiện và cũng như đừng áp đặt người mua phải mua bảo hiểm liền và lập tức ạ. Bây giờ hiện tại thì mình chưa, vì mình vẫn đang trong thời gian tìm hiểu kỹ thêm một chút, thì dự kiến rất là cuối năm nay mình sẽ mua. Mình đã mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ rồi, và mình mua khi mà mình còn rất là trẻ, thì mình nghĩ đấy là một khoản đầu tư rất là đúng đắn cho tương lai của mình cũng như là gia đình của mình. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Cà phê 4.0 hành trang Millennial. Trên tay nhân đây là một cục Rubik 3x3 rất quen thuộc với các bạn đúng không ạ? Trên thế giới thì có rất nhiều cách giải cái cục Rubik này. Tuy nhiên á, nó có một cái điểm chung, đó là nếu như chúng ta giải những bước đầu tiên mà sai thì chúng ta sẽ rất khó để có thể hoàn thành được cái kết quả cuối cùng. Các bạn vừa xem một đoạn clip rất là thú vị về việc tiếp cận khách hàng, tuy nhiên tư vấn viên của chúng ta không có chuẩn bị trước. Đây là những tình huống mà nhân tin nó không còn quá xa lạ với tất cả các anh chị nữa rồi. Ai cũng biết rằng là tỷ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam của chúng ta rất là thấp, nó đâu đó khoảng tầm 9%. Khi tiếp cận và khơi gợi nhu cầu mà không đúng cách có thể nhận được những cái lắc đầu của khách hàng. Vậy thì phải tiếp cận khách hàng như thế nào? Liệu tất cả khách hàng đều có thể sử dụng một cách tiếp cận giống nhau? Hãy cùng Nhân và vị khách mời của ngày hôm nay chia sẻ về chủ đề này nhé. Em chào chị Dự. Rất cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình Cà phê 4.0 ngày hôm nay. Và để cho các bạn tư vấn viên biết hơn về chị thì chị có thể giới thiệu một bản thân mình một tí và có thể chia sẻ cảm nhận với chị lúc này như thế nào không ạ? Chào mọi người. Mình là Dự, là hiện tại mình đang là trưởng nhóm kinh doanh của Bang quận 3. Hiện tại thì mình đã đồng hành và gắn bó với Rodenso được tất cả là 6 năm rồi. Thời gian qua nhanh quá. Thì thực sự là hôm nay mình được nhận được lời mời tham dự chương trình này á, thì mình cảm thấy rất là vinh dự, cảm thấy rất là vui. Và mình cũng rất là có nhiều điều muốn được chia sẻ cho các bạn tư vấn viên, nhất là thế hệ Millennial. Tại vì thực ra bản thân Dự ấy cũng rất là, mình nghĩ là đây là một thế hệ trẻ và tiềm năng rất nhiều. Mình cũng, bản thân mình cũng như là công ty thì cũng rất là kỳ vọng vào thế hệ Millennial này. Đó, nên là mình cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi mà được tham dự trong chương trình ngày hôm nay. Yeah. Chương trình của tụi em thì cũng đã chạy ra được 3 số rồi. Và những chủ đề lần trước thì là tìm kiếm khách hàng nè, xây dựng thương hiệu cá nhân này, cũng như là vạch ra những cái mục tiêu và kế hoạch hành động. Thì chủ đề ngày hôm nay cũng là một cái chủ đề liên quan tới khách hàng, và em nghĩ rằng là nó cũng sẽ giúp đỡ rất nhiều cho các anh chị tư vấn viên, đó là làm sao để khơi gợi nhu cầu khách hàng. Và em nghĩ đây là một cái thói quen và cũng là một cái bước bắt đầu dành cho tất cả các anh chị tư vấn viên mới của chúng ta thôi, và nó như là một cái bước khởi đầu dành cho tất cả các bạn. Tuy nhiên thì để mà cái công việc này nó được dài hơn trong cái sự nghiệp mà họ làm tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ, thì em nghĩ đây chưa phải là cách, mà phải là có thêm những khách hàng lạ và xây dựng cho mình một cái tập khách hàng lớn hơn. Bởi vì mối quan hệ người thân của mình hay là bạn bè của mình thì nó dần dần nó cũng sẽ hết thôi, và mình cũng phải tìm kiếm những khách hàng lạ ở bên ngoài. Thì không biết thì theo ý kiến của chị Dự như thế nào? Thực sự thì bạn thực sự rất đồng tình với cái chuyện là mình
nếu mà để lâu dài với công việc này ấy, thì chắc chắn là các bạn tư nhân phải khai thác và phải bán được cho khách hàng lạ, và phải xây dựng cái tập khách hàng của mình dựa trên những khách hàng lạ. Chứ nếu như chỉ dựa vào những người quen, tức là người thân, người quen, hoặc là bạn bè hay đồng nghiệp hoặc là hàng xóm, thì tất cả những mối quan hệ đấy mình khai thác ngoài thì nó cũng sẽ hết thôi, đúng không? Đúng. Nên là nếu như khi các bạn không khai thác được cái khách hàng lạ và không xây dựng được từ những khách hàng lạ, thì sau này khi mà bán cho hết người thân, người quen rồi, thì các bạn không thể tiếp tục công việc được nữa. Thế cho nên là chắc chắn nếu để lâu dài với công việc thì tư vấn viên của chúng ta vẫn phải tìm cách để mình có thể là khai thác và xây dựng trên những khách hàng lạ. Vậy thì hôm nay cái chủ đề ngày hôm nay thì em tin sẽ là rất là thú vị cho tất cả các bạn tư vấn viên, đó là làm sao để có thể là khơi gợi những cái nhu cầu đối với khách hàng lạ mà không phải là những cái mối quan hệ thân quen của mình nữa. Vậy thì cho em hỏi thêm một câu hỏi này là hiện tại cái tập khách hàng của chị á, thì đa số là khách hàng lạ hay là khách hàng quen? Trong thời gian mình làm việc 6 năm nay thì đến theo thống kê mà mình đã thống kê thì đến 98% khách hàng hiện tại của Dự là khách hàng lạ. Khách hàng quen thì chỉ chiếm con số rất ít thôi, mà thật ra những khách hàng quen đó là do những người thân, người quen đó họ tự chủ động để nhờ Dự tư vấn và tham gia bảo hiểm. Còn khi mà Dự khai thác thì chủ yếu là mình khai thác những người lạ. 98%. Vậy thì em không biết là đối với 98% này thì chị có những cái cách làm nào mà có thể là thu hút được một tập khách hàng rất là lớn như thế này? Thực ra thì mỗi người sẽ có một cách làm khác nhau. Còn riêng bản thân Dự thì Dự chủ yếu là khai thác khách hàng qua hai kênh. Kênh thứ nhất là kênh online thì mình sẽ dùng những cái trang mạng xã hội như là Facebook hoặc là Zalo đó để mình PR, thứ nhất là mình quảng cáo sản phẩm này, mình PR bản thân mình đó, tạo dựng thương hiệu nhất định đối với khách hàng. Thì khi mà khách hàng họ đủ tin cậy rồi thì họ sẽ tham gia với mình một cách rất là dễ dàng hơn. Và kênh thứ hai là kênh offline. Đó, offline thì mình có thể tiếp cận qua những cái nơi mà mình sử dụng tiền, khi mình đi làm đẹp này, đi ăn uống này, tức là đi sử dụng dịch vụ của những chỗ mà họ làm dịch vụ đó. Thì những người đó rất tiềm năng và họ rất là kinh tế tài chính rất là tốt, nên là đó sẽ là những khách hàng tiềm năng của mình. Vậy thì em đang thấy chị đang phân ra là những cái kênh như là online và offline. Khách hàng online thì chắc cái nhu cầu họ và cái cách tiếp cận họ cũng sẽ khác, và cái cách tiếp cận cho những người offline chắc cũng khác. Thì không biết là đối với từng cái phân nhóm khách hàng như thế này thì chị sẽ làm những cái cách cụ thể nó như thế nào? Thực ra thì bây giờ khách hàng bị làm phiền rất nhiều bởi những cuộc gọi từ rất nhiều những dịch vụ khác nhau, như là spa rồi thì bất động sản, bất động sản là rất là nhiều, bảo hiểm nữa, nên là khách hàng họ rất là đề phòng đấy. Thế nên là khi mà tiếp cận qua online á, thì tôi nghĩ là khách hàng họ sẽ không phải chịu cái cảm giác là họ bị ép buộc hay là bị theo đuổi quá nhiều. Họ sẽ cảm thấy là họ chủ động hơn trong cái việc là cân nhắc và tìm hiểu. Thứ nhất là tìm hiểu về sản phẩm công ty này, tìm hiểu về ngay cả bản thân người tư vấn viên luôn. Và khi mà họ cảm thấy là đủ tin tưởng và họ đủ quý mến mình ấy, họ đủ tin tưởng sản phẩm của công ty cũng như là người tư vấn viên đấy, thì họ sẽ chủ động, tức là họ sẽ không bị cảm giác là bị ép buộc, nên là họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn, không cảm thấy áp lực đó. Thì đó là kênh online. Thì một ngày Dự để mà tiếp cận trên cái kênh Facebook là chủ yếu, thì Dự sẽ đăng bài rất là nhiều. Tất nhiên mình không phải đăng về bảo hiểm thôi. Nếu mà đăng về bảo hiểm thôi thì khách hàng họ sẽ cảm thấy là rất là ngột. Đúng rồi. Và họ sẽ hủy kết bạn hoặc có thể là unfollow mình luôn. Là tại vì họ cảm thấy là bị tra tấn thị giác bởi những thông tin về bảo hiểm quá đúng nhiều. Rồi. Đó. Thì tất nhiên là Dự sẽ đăng, nhưng mà mình không đăng một cách dồn dập và liên tiếp. Mình sẽ đăng rất là nhiều nội dung khác nhau để cho khách hàng họ cảm thấy là nếu như họ kết bạn với mình, họ follow mình thì họ nhận được giá trị là cái gì? Nhiều thông tin hơn. Có thể là họ nhận được nhiều thông tin khác nhau, như là về sức khỏe này, về chăm sóc nuôi dạy con này, rồi về làm đẹp, nấu ăn. Và cho nên là đây là những cái thông tin mà họ giống như họ đang nhận đó, nên là Dự sẽ đăng theo công thức là 3 cho 1 nhận, tức là 3 cái bài đăng mà mình mang lại giá trị cho khách hàng thì sẽ có một bài đăng đang xen vào là bảo hiểm nhân thọ đó. Tức là mình khách hàng, để cho khách hàng cảm thấy là mình giống như là một cái vùng cầu thu nhỏ vậy đó. Và mình có thể hiểu khách hàng hơn hàng ngày bằng cách là gì. Hàng ngày cũng có thể đăng những thông tin cá nhân của mình này, hoặc là những cái hình ảnh mình đi chơi này, hoặc là đi sinh hoạt cùng với công ty, rồi những thành tích mà Dự đạt được đó, để khách hàng họ thấy và họ hiểu mình hơn. Họ cảm thấy là bạn này cũng là một bạn rất là thành công trong lĩnh vực này, bạn này cũng là một người rất là năng động, rất là để tạo cho họ một cái thiện cảm và họ tin tưởng và họ muốn làm việc với mình. Đó là cách mà Dự tiếp cận trên Facebook là như vậy. Offline thì chủ yếu đối tượng khách hàng của Dự là những người làm dịch vụ như là dịch vụ spa này, rồi những người làm về dịch vụ làm đẹp như là tóc này, làm nail, hoặc là mình đi ăn uống đấy, thì những người đó mình sẽ lấy thiện cảm và tạo niềm tin đối với họ.
và sau đó thì họ sẽ là khách hàng của mình. Em cũng thấy theo dõi trên trang Facebook của chị đó là những cái hình ảnh mà chị vào trong những spa để làm đẹp cũng là những spa này cũng là khách hàng của chị luôn. Thì em nghĩ là một cái cách chuyển tiếp cận cũng rất là hay, đó là mình sử dụng dịch vụ của người ta thì bằng một cách nào đó mình sẽ tiếp cận dần dần và khơi gợi nhu cầu cho người ta, và người ta có thể là quay trở lại với mình để mua sản phẩm bảo hiểm của bên mình. Thì đó cũng là một cách phối hợp cũng khá là hay. Em nghĩ rằng là đối với online và offline thì điều nó đều có những cái cách khác nhau, và chắc chắn nó cũng sẽ có những cái kỷ niệm dành cho chị và chị rất là nhớ. Vậy thì không biết cái kỷ niệm nào mà chị thấy là đáng nhớ nhất trong cái việc mà chị tiếp cận và khơi gợi nhu cầu dành cho những cái khách hàng lạ này. Bây giờ em hỏi là kỷ niệm về khách hàng offline hay online nào? Em muốn hỏi về khách hàng đầu tiên là online đi. Online ha. Thì chị vẫn còn nhớ mãi đến bây giờ luôn ấy, thực sự người ta nói đồng xu đuôi lọt, cái này là không sai. Từ khi mà chị mới vào nghề á thì thời điểm đó là 2015. Thì chị online mà chị cảm thấy là trên Facebook đấy chị không quen nha. Và chị cảm thấy là anh này là một người rất là có điều kiện về tài chính luôn, là vì chị thấy anh ấy đăng hình rất là nhiều, đăng hình liên quan đến gia đình này, đến vợ con này, rồi hình đi du lịch này, rồi hình toàn xe đẹp thôi, kêu xe thôi. Một đối tượng rất là tiềm năng đúng không ạ? Nó lại cái này cũng rất là trẻ. Nên là chị biết là đây hàng tiềm năng rồi, mà lúc này thì mình mới vào nghề đó, thì kỹ năng mình thực sự là chưa có nhiều, kinh nghiệm cũng chưa có luôn, thì mình chỉ chân thành thôi em, mình chân thành mình kết bạn và mình có tương tác qua lại với họ nhiều lần, nhưng mà chị không mời bảo hiểm luôn. Chị sẽ để lại những comment như là ví dụ anh ấy đang hình con anh ấy này, chị sẽ có thể bình luận là bé nhà anh dễ thương quá, gọi là thả thính. Thực sự là như vậy mà mình cảm thấy là gia đình họ rất là hạnh phúc luôn đấy. Thì sau khi mà mình comment một vài lần đó thì bắt đầu là chị có nhắn tin cho anh đó, chị nói là anh ơi em thấy anh có hai bé dễ thương quá trời luôn đấy. Thì không biết là anh đã có kế hoạch gì cho bé sau này chưa? Đó thì anh nói là anh thì sau này dự tính cho con anh đi học. Cảm ơn anh nhiều nha. Thì anh sau này có dự tính cho con anh đi du học đó, thì anh cũng đã chuẩn bị hết rồi. Thì bắt đầu chị nói đến là chị làm bên bảo hiểm nhân thọ, chị thấy là một gia đình anh hạnh phúc quá trời luôn. Nên là đấy là một gia đình mà ai cũng mơ ước đó, tức là mình thực sự là mình khen họ thật, tại vì thấy là như thế là mình chân thành luôn. Thứ hai thì đây cũng là một cách để động viên khích lệ khách hàng. Thì xong anh ấy nói là em nói chuyện dễ thương quá. Thì chị nói là bây giờ em làm bên này đó, bên đồ đen sổ đó, và bên này em thấy là có rất là nhiều những gói sản phẩm mà phù hợp đối với anh. Thì em thấy là tài chính của anh rất tốt đó, nên là anh có thể là tham khảo qua cái gói mà em thiết kế cho anh, nếu mà cảm thấy phù hợp thì anh tham gia rất là tốt. Thì cũng là một phần là ủng hộ cho em. Thì em thì cũng mới vào nghề, em cũng rất là mong muốn có cơ hội để phục vụ anh chị. Thì anh ấy bảo là anh đã mua rất là nhiều rồi. Nếu mà mua nhiều nữa thì anh không mua. Còn nếu mà 20-30 thì ok. Thực sự là chị rất là bất ngờ luôn. Thì lúc đấy là lần đầu tiên, hợp đồng đầu tiên, hợp đồng đầu tay đó. Đầu tay luôn. Thì chị đã nhờ trưởng nhóm của chị, hai chị em xuống nhà anh đó luôn, và gặp cả vợ cả chồng làm hợp đồng luôn. Chị vẫn còn nhớ mãi con số hợp đồng đầu tiên của chị là 29 triệu. Đó là kỷ niệm rất là khó quên. Sau này á, chị cũng cảm ơn anh ấy rất là nhiều, tại vì anh ấy đã ủng hộ và tin tưởng chị ấy, đã làm với chị thêm 6 hợp đồng nữa tất cả. Tức là anh sẽ giới thiệu thêm những hợp đồng khác? Không, bản thân anh đó làm luôn. Thêm 6 hợp đồng. Sau đó chị mới thấy là anh ấy rất là giàu luôn. Nếu mà chỉ dừng lại ở mức độ là 20-30 triệu thì chưa xứng với khả năng tài chính của họ. Nên là anh em tham gia với chị tất cả 1 năm là khoảng gần 400 cơ. 400 triệu là tổng đến bây giờ nha. Thì đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất về cái mảng online. Còn em muốn nghe thêm offline không? Đúng, bây giờ đã có online thì bây giờ có thêm offline nữa thì còn thú vị. Thì 2018 chị đi bàn giao hợp đồng cho một khách hàng. Khách hàng này tham gia với chị chỉ có 20 triệu một năm thôi. Và anh ấy là dân xây dựng ấy, làm nghề xây dựng. Thì chị qua đến quán cà phê để giống như đang ngồi cà phê với em vậy nè. Để bàn giao hợp đồng. Thì chị thấy là có bàn bên cạnh anh đó thì có tới 3-4 người ngồi được em. Cũng là dân xây dựng luôn ấy. Hơn nữa là chị thấy mấy anh đó còn giàu hơn nữa. Theo cách quan sát của mình ấy, và theo cách mà chị nghe họ nói chuyện ấy, thì chị cảm nhận là họ tài chính họ rất là tốt luôn. Nên là chị thì nếu mà mình qua mình mời luôn ấy, thì chắc chắn là khách hàng họ sẽ từ chối và họ sẽ né tránh. Tại vì họ cảm giác họ không thoải mái, họ bị áp lực quá em. Nên là chị không bao giờ chị mời tiếp cận trực tiếp như thế. Mà chị ngồi bên này, chị bàn giao nói chuyện hợp đồng với cả anh khách hàng của chị. Nhưng mà chị cứ cầm hợp đồng nên chị nói về quyền lợi. Nói lớn. Mục đích chính của chị là cho VR cho bên bà bên cạnh. Đúng rồi. Thì thực ra khách hàng này á, giống như em đang ngồi với chị là họ đã hiểu rồi. Và chị đã tư vấn từ trước đấy rồi, tư vấn rất là kỹ rồi. Thì bây giờ chị nói là bây giờ chị sẽ nói lại những quyền lợi
để cho anh hiểu. Còn nếu mà có gì không rõ nữa thì hỏi lại và chị sẽ giải đáp lại. Đó, nhưng mục đích của chị là muốn nói cho anh với anh bên cạnh đó. Ở đây xung quanh không biết có ai đang ngồi nói lớn lên chứ. Tức là chị thấy là mấy anh này thứ nhất là đã đang trong độ tuổi mà có con nhỏ. Thì chị nghĩ là như vậy, ai cũng có con nhỏ trong mấy anh đó hết. Và là những người có tài trí rất là tốt. Nên là chị nói lớn lên. Thì đúng như theo dự đoán của chị là có một anh ở bàn bên đó sang hỏi là ồ em, cái này là cái gì vậy em? Cái này là cái gì mà sao nghe hay quá vậy? Cái gì mà có quyền lợi học vấn cho con, rồi thì bệnh hiểm nghèo, không may bị bệnh thì công ty chi tiền để điều trị là sao ta? Thì chị nói là em là bên Prudential anh ạ, em là bên Bảo hiểm Nhân Thọ. Đó. Anh nói Bảo hiểm Nhân Thọ thì thực ra anh đã được gọi rất nhiều lần nhưng mà anh không thích em. Anh cảm thấy nó phiền quá, anh không hiểu, anh cúp máy luôn, anh không có hiểu. Thì chị nói là ô vậy là hôm nay anh em mình có duyên rồi. Rất nhiều người gọi cho anh đúng không mà anh không nghe nên là anh không hiểu, mà hôm nay tự nhiên anh em mình gặp ở đây và anh đã chủ động hỏi em thì có nghĩa là anh em mình rất là có duyên. Đó, cho nên là em sẽ tư vấn cho anh, nên là em nghĩ là một người như anh thì đúng ra là phải có từ lâu rồi thì đúng. Nên là nếu hôm nay mà chưa có thì em nghĩ anh phải làm sớm. Thì anh ấy nói với chị là vậy thì em tư vấn cho anh đi. Thế nhưng mà bây giờ anh cho số của vợ anh nhá. Vì vợ anh thì ở nhà, anh nhiều việc lắm. Vợ anh ở nhà, bái đang mong mong bầu ở nhà đó. Thì em gọi em tư vấn cho chị. Em làm cho anh 50, chị 50. Thì vợ chồng anh mua cho mỗi người một cái là 100 đấy. Em cứ gọi tư vấn cho chị đi. Thì nói thật luôn là lúc này chị cảm thấy là nếu mà bây giờ ấy, tư vấn cho vợ của khách hàng ấy mà chị lại đang mong bầu. Mà thông thường mấy bà bầu ấy thì em hiểu không? Tức là họ hay bị tâm lý, họ đã hay bị stress rồi, nói chung là đủ thứ hết. Nó cũng khó. Nên là chị nói là thôi bây giờ chị đang bầu bì như vậy thì thôi để cho chị nghỉ ngơi đi. Tại vì bảo hiểm này nó liên quan đến nhiều vấn đề lắm, rồi cũng con số nữa. Nên là thôi em xin số của anh để em liên hệ với anh để xin cuộc hẹn. Nhưng mà khi gặp thì em sẽ gặp cả anh cả chị luôn. Đó, để thống nhất cho dễ. Thì anh cũng ok luôn, anh nghe cho số. Thì tối ngày hôm sau chị xuống là chị tư vấn, anh ấy đồng ý tham gia ở cái mức là 150 triệu. Thế nhưng mà sau khi mà về nhà rồi á, chị cảm thấy là sau khi chia sẻ với khách hàng, ngồi lại chia sẻ với khách hàng ấy, thì chị thấy anh ấy tài chính rất tốt luôn, anh ấy là chủ của mấy cái spa lớn luôn. Đấy. Nên là chị đã đề xuất lên cái mức 350 triệu một năm để tích lũy nhiều hơn và bảo vệ cao hơn. Đó. Thì vợ chồng ấy cũng đồng ý. Thì kết quả cuối cùng là chị ký được hợp đồng là 350 triệu một năm. Và sau đó 2 tháng thì anh ấy mua thêm cho con gái một cái là 25 triệu nữa. Vậy là tổng cộng từ khách hàng đó là thành 375 triệu. Thực sự là trên cuộc sống này có nhiều món quà mà mang đến cho mình một cách rất là bất ngờ luôn. Thì tự nhiên đây cũng là một trong những cái điều như vậy đó. Nên là cơ hội có không là do mình thôi. Nếu như mà mình không, nếu hôm ngày hôm đó mà chị không chủ động, tức là không cố tình khơi gợi cho khách hàng đó thì chắc chắn là không có, đúng không? Nên là chị nghĩ là đây là cơ hội do mình tạo ra cho mình thôi. Có hay không là do mình thôi. Những cái trường hợp mà chị chia sẻ cho em nó cũng là những cái cơ duyên rất là lớn và nó cũng khá một phần may mắn ở trong đó nữa. Thực ra cũng là một phần may mắn em. Nhưng mà chị nghĩ là may mắn là một phần nhưng cũng phải là do mình nữa. Tức là do mình biết cách là khơi gợi và tự tạo cơ hội cho bản thân mình. Sau đó là cái quá trình về sau để mình có thể tư vấn một cách rõ nét và làm cho khách hàng họ hài lòng, họ thỏa mãn. Nên là tất nhiên là may mắn cũng là một phần nhưng mà nó rất là nhỏ thôi. Còn yếu tố chính thì vẫn là do bản thân mình là nhiều. Mọi người vẫn thường hay nói là may mắn là cái kết quả cuối cùng của những người nào mà có sự nỗ lực. Thì em tin là khi mà may mắn nó đến với mình nhưng mà mình không nỗ lực, mình không cố gắng thì cũng như là những cái sự quan sát tinh tế của mình nữa thì may mắn đó cũng sẽ vượt qua cho những người khác và những cái cơ hội đó. Nãy giờ thì những cái câu chuyện mà chị chia sẻ cũng khá là thú vị. Thì bây giờ để mà có thể giúp cho các chị tư vấn viên có được những cái kỹ thuật mà nó thực tế, và em sẽ đưa cho chị một cái thử thách. Trong cái thử thách này thì nó sẽ có những cái tình huống và chị có thể bốc thăm những cái thử thách này. Sau đó chị sẽ là đóng vai là một cái tư vấn viên và đối diện với một thử thách như vậy thì chị sẽ giải quyết nó như thế nào ha. Chị có sẵn sàng với thử thách này không ạ? Sẵn sàng. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái thử thách mà chương trình cũng đã chuẩn bị sẵn cho chị, đó là một cái hộp bốc thăm và những cái tình huống cụ thể của chương trình. Ok, cho mình xin nào. Đây là những cái thử thách của chương trình, rất là thú vị. Chị phải bốc thăm một trong những thử thách này. Đây là những tình huống thực tế và chị phải đối mặt với những cái trường hợp này thì chị đối sẽ mặt luôn hả? Đối mặt với những trường hợp này chị sẽ là bắt đầu khơi gợi nhu cầu như thế nào và bắt đầu như thế nào để mà có thể giới thiệu cho khách hàng những cái nhu cầu liên quan tới bảo hiểm. Rồi ok, chị chọn thử thăm nào.
này đi. Ok, thì chị có thể đọc lên cái tờ đó được không? Nếu có cơ hội nào đó mà tình cờ bạn có được số điện thoại của một người bạn mới gặp, tức là mình mới gặp người ta, chưa hề quen biết gì luôn. Đúng rồi. Ví dụ như hôm nay chị gặp em, chị có số điện thoại của em chẳng hạn. Đấy. Em chưa có bảo hiểm đó. Nếu mà trong trường hợp này á, thì dự nghĩ là mình sẽ về và mình tìm ra điểm chung giữa mình và người đó. Ví dụ như mình và người đó cùng đam mê một thứ gì đó, cùng đam mê một món như món Ý chẳng hạn. Thì mình cứ thử quả anh đi ăn mì Ý. Hoặc là ví dụ như mình nghĩ là mình và bạn này có một cái đam mê với nhau là thích đi làm đẹp, thích đi spa chẳng hạn. Thì mình có thể thử bạn đi spa ở những cái địa điểm, những cái chỗ spa mình hay làm. Đó thì mình sẽ tìm ra điểm chung giữa mình và người đó. Sau đó thì mình sẽ sử dụng họ và mình sẽ, tức là mình sẽ dùng rủ họ để đi sử dụng dịch vụ đó. Để giống như là để gắn kết thêm cái độ thân thiết cũng như là sự tin tưởng và hiểu nhau hơn. Cũng giống như mình hiểu khách hàng hơn, mình hiểu xem là khách hàng của mình khả năng họ như thế nào, rồi nhu cầu của họ làm sao, và cũng như là để cho khách hàng có cơ hội họ hiểu mình hơn, và họ từ đó thì họ sẽ tin tưởng mình hơn. Khi mà niềm tin có rồi thì lúc này mình sẽ giới thiệu, mình sẽ giới thiệu là mình làm bên đồ đêm sầu đó. Thì mình thấy là khả năng tài chính của bạn cũng rất là tốt. Nên là bạn rất là phù hợp với những cái dòng sản phẩm bên này, ví dụ như là vừa bảo vệ này, vừa kết hợp để đầu tư này. Nếu như những bạn trẻ thì mình sẽ tư vấn những sản phẩm đó, thì đó là cách để mình tạo sự thân thiết cho khách hàng, và từ đó thì mình giới thiệu những giải pháp bảo hiểm mà mình muốn gửi đến họ. Một cái công thức rất là chung đó là khi trong giao tiếp thì mình cùng phải tìm thấy cái điểm chung. Đúng, tìm điểm chung với khi mà có điểm chung rồi mình sẽ giao tiếp rất là dễ. Ví dụ như em là một người rất thích bóng đá, nếu như mà hôm nay gặp chị mà chị cũng thích bóng đá nữa thì chúng ta thì nói chuyện rất là dễ, đúng không ạ? Thì từ những cái điểm chung đó chúng ta sẽ có thể khai thác thêm tiếp tục những cái câu chuyện. Cũng là một cái công thức nữa, đó là đừng có vồn vã quá. Ví dụ như vô tình thấy được một cái thông tin của một ai đó hay có số điện thoại thì cũng không phải là mình vào mình tư vấn liền, tại vì khi như vậy khách hàng họ rất là bị cảm thấy áp lực, họ sẽ không thấy thoải mái và họ rất là đề phòng. Nên là mình nên tạo thiện cảm trước, mình lắng nghe khách hàng trước để mình tìm hiểu về khả năng của họ cũng như là nhu cầu của họ, thì sau đó mình mới đưa ra những giải pháp phù hợp nhất. Một cách để tìm điểm chung thì có thể lên trên trang cá nhân của họ trên Facebook. Để có thể cá nhân này, hoặc là qua những cái cách mà mình giao tiếp đấy, nói chuyện với họ đó. Khi mình lắng nghe họ đó thì mình mới biết được là họ như thế nào. Khi hoặc là đôi khi không hẳn là chỉ là những sở thích đâu, mà nó còn là những quan điểm nữa, những quan điểm cá nhân nữa. Nên là nếu như đụng cùng nhau, tức là cái quan điểm giống nhau đó, thì cũng rất là dễ nói chuyện. Ok, các bạn có thể nhận chia sẻ từ chị Dự ha. Những cái trường hợp này các bạn sẽ gặp rất là nhiều đó. Cố gắng tìm những cái điểm chung nè, sau đó thì xây dựng mối quan hệ một cách từ từ, và cũng đừng có vồn vã quá, tránh làm cho khách hàng cảm thấy mình bị ngợp thông tin, đúng không ạ? Ok, cảm ơn chị với trường hợp đầu tiên. Ok, bây giờ thử thách thứ hai. Cái gì đây? Ok, khách hàng xa lạ trên Facebook của bạn. Cái này thì một cái công việc này Dự làm hàng ngày thôi. Nếu như được hơn thì chị có thể chia sẻ một cái cách cụ thể nhất luôn đi. Mình sẽ inbox cho họ, hay là cũng like, share, hay là comment những cái thông tin của họ, giống như cái trường hợp mà đầu tiên chị chia sẻ đó. Ok, thì cái này trường hợp này thì Dự nghĩ là mình cũng không inbox luôn đâu. Như khách hàng offline như mình chia sẻ đấy, thì mình không inbox luôn. Tại vì khi mà khách hàng họ nhìn trên trang cá nhân của mình ấy, là họ đã thấy là mình làm bên bảo hiểm nhân thọ rồi. Và khi mình inbox luôn thì khách hàng họ sẽ cảm thấy là họ bị đề phòng. Mình inbox là người ta sẽ nghĩ là báo bảo hiểm đây, đúng không? Bạn này đang muốn mời chào gì này, đang muốn bán mua gì trên này này. Nên là họ sẽ đề phòng và họ sẽ không đón nhận cái sự quan tâm của mình, cũng như là cái cuộc trò chuyện với mình. Nên là Dự sẽ không inbox luôn, và Dự sẽ kết bạn là kết bạn đã, và sau đó thì mình sẽ tương tác với họ nhiều hơn bằng cách là like những bài viết của họ này, hoặc là có thể comment những bài viết ca ngợi họ, khen ngợi họ, hoặc là khi mà họ tâm trạng hay là họ vui họ buồn gì đó thì mình cũng comment để lại bài viết, thì chắc chắn là vậy thôi, trước lạ thì sau quen, tự nhiên sẽ thành người quen thôi. Khi mà mình comment nhiều, mình tương tác với họ nhiều thì họ cũng sẽ mình nghĩ là bạn này là một người mà cũng rất là quan tâm đến mình, thì cũng tương tác nhiều và comment rất là nhiều. Nên là khách hàng đâu đó thì tất nhiên họ sẽ không tương tác lại với mình liền, nhưng mà chắc chắn là sau đó họ sẽ tương tác lại với mình. Ví dụ những bài viết mình đăng về đi chơi này thì họ cũng có thể là comment là ô đẹp quá em ơi, hoặc là em ở đâu mà cảnh ở đâu mà đẹp thế chẳng hạn đó, hoặc là chị đi thử dịch vụ chẳng hạn, chị đi đăng những món ăn ngon lên, họ có thể nói là ô em ở đâu ngon thế cho anh xin địa chỉ. Tự nhiên sẽ thành người quen thôi. Đó thì khi đủ quen rồi đó
thì cũng có thể chị sẽ inbox nếu như tình, tức là còn phải do tùy thuộc vào cái mức độ mà mình gần cũng và thân thiết với khách hàng đó như thế nào. Nếu mà mình cảm thấy là đã đủ tin tưởng, tức là đủ thân thiết rồi ấy, thì chị sẽ inbox, chị sẽ nói là em thấy là nhà chị có hai em bé chẳng hạn, hoặc là em bé nhà chị dễ thương quá, rồi hai em bé đã đi học chưa chị, đó rồi thì hình như chị cũng ở Sài Gòn hả, em cũng ở Sài Gòn, vậy là chị em mình gần nhau quá trời luôn đó. Tức là mình có thể inbox luôn, hoặc có thể mình không inbox, nhưng mà mình cứ chia sẻ những thông tin bổ ích giống như chị nói ấy, như thông tin về nuôi dạy con này, thông tin về du lịch này, về ăn uống này, về thời trang, về thẩm mỹ chẳng hạn. Thì khi mà khách hàng tương tác nhiều ấy, thì bắt đầu mình sẽ đăng thêm những bài về bảo hiểm. Thì khi những bài về bảo hiểm mà họ vô tình họ thấy đó, ví dụ những bài về cái thẻ chăm sóc sức khỏe chẳng hạn, những quyền lợi về nằm viện rất là tốt, thì có thể họ sẽ để lại comment, họ nói là cái thẻ này là sao vậy em, còn họ sẽ hỏi là cái thẻ này đóng phí bao nhiêu một năm. Đó là cơ hội. Khi mà khách hàng đã comment và họ để lại như vậy thì rõ ràng đây là họ hỏi mình trước mà. Thì lúc này mình sẽ inbox. Nói là chị ơi, em thấy là chị có quan tâm về cái thẻ của bên em đấy. Đúng rồi. Thì bắt đầu có việc thôi. nhưng mà em nghĩ cái giai đoạn này chắc cũng không phải là đến một cách nhanh. Có liền đúng không? Đúng rồi. Thế nên là mình không phải là có liền, tại vì chắc chắn là nếu như khách hàng xa lạ như vậy đó, thì bây giờ nếu như các bạn tiếp cận khách hàng bên ngoài cũng vậy thôi, offline vậy. Nếu mà khi mà đã xa lạ mà hoàn toàn chưa quen biết bao giờ ấy, mà bảo là một lần các bạn gặp và ký hợp đồng luôn ấy, thực sự đây là rất là khó luôn. Đấy, cho nên là mình cũng chỉ có cách là mình sẽ tiếp cận bằng cách đó, mình tạo thiện cảm, tạo niềm tin và tạo cái sự thân thiết đối với khách hàng. Thì từ đó sau đó thì mình sẽ giới thiệu về giải pháp về nhân thọ và tư vấn cho họ. Đây cũng là một cái cách mà Nhân nghĩ rằng là sẽ giúp đỡ cho các bạn tư vấn viên rất là nhiều. Tại vì bây giờ các bạn sử dụng qua chủ yếu là Facebook. Đúng, tại vì bây giờ thực ra là thời buổi công nghệ mà ai cũng dùng Facebook hết. Nên là những cái trang cá nhân, trang mạng xã hội ấy, thực sự là giúp cho tư vấn viên mình rất là nhiều. Theo như quan điểm của Dự nha, nếu như làm sale hoặc là bất cứ làm nghề bán hàng nào ấy mà bỏ qua mạng xã hội là một điều rất là thiếu sót và bỏ qua rất nhiều luôn, nên các bạn nên tận dụng nha. Các bạn nhớ thì cái số thứ 3 chúng ta cũng đã làm về một cái chủ đề, đó là xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội. Thì các bạn hãy đón xem lại cái tập số 3 để các bạn có thể là xây dựng cho mình một cái trang mạng xã hội thật là chuyên nghiệp. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái trang mạng xã hội đó để bắt đầu tìm kiếm và tiếp cận và khơi gợi nhu cầu của mình, của khách hàng thông qua cái trang mạng xã hội nha. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống cuối cùng đi ha. Ok, chị có thể bóc phong cái này đi ha. Ok, em sẽ bỏ cái này vào lại. Một người bán quán cơm gần nhà mà bạn hay ăn. Nè, chủ đề cũng khá là hay nha. Thực ra thì Dự cũng đã từng bán cho được một cô bán tạp hóa. Bán tạp hóa ở gần nhà Dự. Thì thực ra ngày nào mình cũng mua đồ hết, mua nước này, mua sữa này, mua bánh thì cũng đúng lúc. Thì mình thấy là cô ấy cũng tầm 50 mấy tuổi rồi, thì mình cũng sẽ lắng nghe khách hàng nhiều hơn. Cũng như Dự được chia sẻ ở cái phần mà tiếp cận khách hàng qua Facebook đó, thì mình gặp khách hàng lần đầu tiên thì nói chuyện với họ thì thực sự cái xác suất để mà ký hợp đồng được với họ ấy, nó rất là khó. Nên chỉ có cách mà mình tiếp cận, mình tạo một quan hệ thân thiết hơn, tạo thiện cảm, tạo niềm tin, và sau đó thì mình mới có thể là tư vấn bảo hiểm được. Thì những trường hợp như thế này ấy, những người bán cơm hay là bán sử dụng những dịch vụ ăn uống này ấy, thì mình có thể ghé ăn một vài lần. Thì những khách hàng mà như chủ quán cơm này thì chắc chắn ta phải tiếp cận một cách từ từ, chứ cũng không phải là mình ăn một hai lần xong mình vào mình giới thiệu ngay là mình làm bảo hiểm rồi mời cô tham gia bảo hiểm hay là mời cô đi tham gia những cái hội nghị, đúng không ạ? Thì em nghĩ rằng là sẽ có những cách tiếp cận nó từ từ. Và đối với chị thì cái kỹ thuật của chị là đối với những khách hàng này là như thế nào? Thực ra thì chị nghĩ là cái quan trọng nhất vẫn là cái thiện cảm ban đầu tiên. Mình sẽ không có mời chào khách hàng luôn, mình cũng không quảng cáo, mình không bán luôn gì cả đó. Nên là mình chỉ đơn giản là thiện cảm và mình chân thành thôi. Mình thấy sao mình nói vậy, ví dụ như cô thật cô bán con cơm đúng không, thì mình sẽ hỏi thăm là ở sao cô, con cô đâu, chồng cô đâu, sao cô bán có một mình vậy. Đó, rồi ví dụ như là mình nói con thấy cô bán đông khách quá trời luôn. Đó thì chắc là thu nhập của cô cũng tốt đó, bán như vậy thì thu nhập cũng tốt. Thì những đối tượng khách hàng như thế này ấy, thì thực ra chị em biết là họ có một cái nỗi băn khoăn gì không, tại vì thực tế thì những người làm bán quán cơm, bán đồ ăn như thế này ấy, thì đây là những công việc mà mang lại thu nhập không phải quá cao, không phải quá tốt. Hơn nữa là họ cũng rất là lo ngại là gì? Họ lo ngại là sau này nếu như mà cứ tiếp tục sức khỏe tốt và làm hàng ngày, bán hàng ngày như thế này thì có thu nhập, cuộc sống ổn định.
thế nhưng họ cũng sợ nhất cái điều là nếu như mà không may có vấn đề gì mà về liên quan đến sức khỏe chẳng hạn, tại vì bản thân họ cũng nhận thức rõ luôn cái việc là mỗi lần nằm viện nhập viện thì chi phí rất là cao và rất là tốn tiền, nên là còn chưa kể bệnh hiểm nghèo nữa, mỗi lần mắc bệnh hiểm nghèo thì họ sợ là không có tiền điều trị. Nên là thực ra những đối tượng khách hàng như thế này thì chị nghĩ là rất là dễ bán, rất là dễ tiếp cận và có thể là tư vấn bảo hiểm cho họ. Bằng nhưng mà trước mắt thì mình vẫn phải làm gì, mình chưa thể bán luôn được, mình chưa thể mời chào luôn, mình hỏi là cô ơi cô mua bảo hiểm không, chắc chắn một điều là ai có thể là không luôn. Tại vì sao chị cảm thấy là những người khách hàng như thế này người ta cũng không có hiểu biết quá nhiều về những công ty bảo hiểm của nước ngoài chẳng hạn. Thế nên là vấn đề mình cần phải làm cho khách hàng sáng tỏ và đả thông khách hàng ở đây ấy, là độ tin tưởng, cái niềm tin vào công ty, niềm tin vào sản phẩm và tất nhiên là phải có niềm tin vào người tư vấn viên. Nên là cách bây giờ mình tiếp cận thì chỉ có là mình đến ăn một vài lần, sau đó mình tạo cái thiện cảm với khách hàng, mình hỏi với khách hàng nhiều hơn, mình lắng nghe họ nhiều hơn để mình biết được thứ nhất là khả năng tài chính này, rồi thực ra là mình cũng có thể tìm hiểu luôn, thăm dò luôn cả cái tình trạng sức khỏe của khách hàng nữa, rồi thì cái nhu cầu của khách hàng như thế nào đó. Cho nên là chị nghĩ là yếu tố về sự lắng nghe, chân thành và chia sẻ với khách hàng thì sẽ giúp cho khách hàng cảm nhận được cái điều đó, thì họ sẽ dễ tin tưởng mình hơn và mình đơn thuần là mình cảm thấy là tốt, con cảm thấy giải pháp đó là tốt, mình có thể mời bằng cách là sau khi mà mình tiếp xúc và lắng nghe cô đấy nhiều đấy thì mình sẽ nói là ở cô ơi, bên con hiện tại đang có những cái sản phẩm như vậy đó, thì con thấy là nó rất là phù hợp đối với cô luôn, bây giờ cô nên tham gia đi để làm gì để sau này nếu như mà cuộc sống bình an ấy thì cô coi như là một khoản tiền để cô nghỉ hưu, cô dành dụm tiền. Chứ còn bây giờ cô cũng có chia sẻ là một năm cô cũng thu nhập được từng đó đó, thế nhưng mà cô để cô gửi ngân hàng đó, thì nó không được bao nhiêu tiền hết cả, mà trường hợp mà không may mà ốm hay là bệnh hiểm nghèo thì thực sự là cũng không biết là có đủ để chữa trị hay không nữa. Thế cho nên là mình đây đơn thuần là cái giải pháp mình cảm thấy hay thì mình mang đến thì mình chia sẻ với cô thôi, chứ cũng không hẳn là mình đang mời chào hay mình đang buôn bán gì ở đây cả. Cho nên là chị nghĩ là mình phải có sự chân thành ở đấy nữa để cho họ cảm thấy là độ chân thành của mình, thì mình sẽ nói là bây giờ cái giải pháp bên con như vậy đó, là cô chỉ cần tích lũy từng đấy tiền một năm theo khả năng của cô đó, thì một năm cô đóng từng đấy tiền và sau này nếu như cuộc sống bình an không vấn đề gì thì coi như cô đang để dành, cô đang tích lũy tiền đi để sau này cô có tiền cô nghỉ hưu chẳng hạn. Còn nếu như không may mà những lúc cô bị ốm đau nằm viện thì công ty cũng có thẻ chăm sóc sức khỏe đó, thì cũng lo viện phí cho cô, rồi nếu mắc bệnh hiểm nghèo thì họ cũng chi tiền cho cô điều trị, thế là khách hàng họ cảm thấy là yên tâm đó. Thì bây giờ họ nghe xong rồi thì họ nghe họ có thể là họ thấy rất là hay, nhưng vấn đề còn lại duy nhất là sự không tin tưởng, họ sợ không hiểu mà em họ sợ họ sợ là sản phẩm con nó thì cô thấy rất là hay đấy, nhưng mà cô không biết công ty nó như thế nào, nhất là công ty của nước ngoài, rồi nữa họ đi về nước ngoài thì cô đòi tiền ai, thì cái này lúc này lại quay lại cái bài toán gì là lại quay lại cái bài toán là giải, tức là mình xử lý từ chối bằng cách là mình sẽ giải đáp những thắc mắc cho khách hàng, mình sẽ giải đáp cho khách hàng những cái điều mà họ không biết. Như là công ty của con là hoạt động tại Việt Nam như vậy thì chịu sự kiểm soát của Bộ Tài chính chẳng hạn, rồi thì ký quỹ bao nhiêu đó để cho khách hàng cảm thấy là tin tưởng, hoặc mình có thể đưa ra những chứng từ, những cái bài báo xác thực để cho khách hàng họ cảm thấy yên tâm, thì lúc này thì vấn đề chỉ còn lại là sự yên tâm thôi. Thì khi mình làm cho khách hàng yên tâm rồi và sản phẩm họ đã yêu rồi, người tư vấn viên họ đã tin tưởng rồi, thì cái chuyện mà họ ký hợp đồng thì chị nghĩ là một điều không phải khó khăn. Thì em thấy là khi mà mình tiếp cận những khách hàng như thế này thì các anh chị tư vấn viên hãy lưu ý một xíu, đó là mình sẽ quan sát nhiều hơn. Quan sát nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, và chị nghĩ là các bạn nên có sự chân thành ở trong đó nữa. Đơn thuần là mình cảm thấy là giải pháp này tốt, phù hợp với cô, nên là con muốn gửi đến cô như thế thôi. Họ cảm thấy sự chân thành của mình thì họ sẽ dễ dàng đón nhận hơn. Các bạn phải rèn luyện cho mình những cái kỹ năng rất là cần thiết, ví dụ như là kỹ năng khen ngợi nè, kỹ năng lắng nghe nè, hay là những cái kỹ năng về quan sát nè. Không phải cái gì nó đến một cách mà nó ngẫu nhiên hay là những cái nó buồn vã lắm đâu, nó không phải là có một cái quá trình, và một cái quá trình đó nó cũng sẽ trải qua từng cái bước khác nhau. Và nếu như các bạn rèn luyện cho mình những cái kỹ năng đó thì nhân tin là khách hàng lạ hay khách hàng thân quen hay chăng nữa thì các bạn sẽ rất là dễ dàng thôi để có thể là phơi phới và có thể chốt được những cái hợp đồng dành riêng cho mình. Vậy là chúng ta cũng đã kết thúc ba cái tình huống mà thử thách mang đến cho chị, và nhưng tin rằng là qua cái thử thách vừa rồi thì cũng sẽ giúp cho các anh chị tư vấn viên có một số cái kỹ thuật cũng như là có những cái kiến thức bổ ích để có thể là áp dụng cho công việc của mình. Thì thông qua chương trình thì chị có thể nhắn nhủ điều gì dành cho tất cả các bạn tư vấn viên của mình được không ạ? Các bạn ơi, thực sự là các bạn thế hệ ở tư vấn viên Millennial này á, đây là một thế hệ mà công ty đang kỳ vọng rất nhiều vào các bạn. Thì bản thân Dự cũng rất là tâm đắc và rất là nghĩ là rất là kỳ vọng rất nhiều vào thế hệ Millennial. Tại vì các bạn đang có những gì? Các bạn đang có rất nhiều thứ: thời gian, thanh xuân, sức khỏe, sự nhiệt huyết,
nên là các bạn đừng ngại lăn xả nhé, các bạn đừng ngại từ chối. Đây là công việc của chúng ta, là một công việc mà thật sự là kinh doanh trên sự từ chối mà, nên các bạn đừng nản. Khách hàng sẽ là người trả bài cho các bạn tốt nhất, nên là chúng ta hãy học hỏi thật nhiều. Nếu mà cần sự giúp đỡ thì chúng ta có thể liên hệ như anh chị đi trước, như anh chị trưởng nhóm này, giám đốc VA, AD thì các anh chị hỗ trợ rất là tốt. Nên đây là một cái môi trường mà giúp cho các bạn phát huy rất là nhiều. Nên hãy vùng vẫy nhé. Khi mà đủ đam mê rồi thì hãy thỏa sức của vùng vẫy đi. Đây là một công việc mà mang tính chất nhân văn rất là nhiều, vừa giúp cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn này, tạo những cái giá trị tốt đẹp cho cuộc sống cho rất nhiều gia đình. Nên là chúc cho các bạn có thật nhiều thành công, có nhiều khách hàng, cũng như là có thật là nhiều năng lượng để mà có thể là vượt qua những cái lời từ chối nhé. Thay mặt cho tất cả các anh chị tư vấn viên Millennial, em cũng cảm ơn chị đã có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay, ngồi bên ly cà phê và bắt đầu một cái chủ đề cũng khá là thú vị. Và em cũng chúc cho chị thành công hơn trên con đường sự nghiệp tại Prudential. Ok, cảm ơn em. Và như thường lệ, nếu như các bạn có thắc mắc gì hay có những câu hỏi hay những cái chủ đề gì mà các bạn quan tâm, các bạn muốn được giải đáp, hay là các bạn muốn chia sẻ thêm được nhiều thông tin hơn nữa, thì đừng ngần ngại đặt những cái bình luận ở phần bên dưới nhé. Chúng tôi sẽ giúp cho các bạn tìm được những vị khách mời rất đặc biệt và có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ cho các bạn. Và bây giờ Nhân và chị Dự xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.